Xin chào quý vị và các bạn. Các hình thái gây mưa cho Bắc Bộ đã suy yếu nên hôm nay hầu khắp Bắc Bộ đều nắng ráo, trời khá nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 31 đến 34 độ. Nhiệt độ thấp nhất về đêm trong khoảng là từ 24 cho tới 27 độ. Thời tiết nắng ráo sẽ rất thuận lợi cho quý vị phơi phóng quần áo sau những ngày mưa gió ẩm ướt vừa qua. Tuy nhiên, nắng lên khiến cho chỉ số tia UV cũng ở mức cao. Dự báo chỉ số tia UV cao nhất trong ngày đạt mức từ 6 cho tới 8 sẽ xảy ra trong khoảng từ 11 cho tới 13 giờ. Đây là mức có nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Quý vị cần lưu ý trang bị các vật dụng chống nắng cũng như là tránh làm việc quá lâu ngoài trời nắng. Tại thủ đô Hà Nội cũng có nắng nhiều trở lại và nhiệt độ tăng dần. Cao nhất trưa chiều nay có thể đạt mức 33 đến 34 độ. Cảm giác oi bức sẽ xuất hiện vào khoảng thời gian này. Phải đến tối và đêm trời mới dịu đi khi nhiệt độ giảm về dưới mức 27 độ. Nắng ráo, nhiệt tăng cũng là xu thế thời tiết ở các tỉnh thành miền Trung hôm nay cũng như là 3 ngày tới, với mức nhiệt cao nhất trưa chiều phổ biến từ 31 cho tới 34 độ. Riêng các tỉnh vùng núi phía Tây của Thanh Hóa đến Nghệ An cục bộ có nơi đạt ngưỡng 35 độ, trời nắng nóng. Tương tự, thành phố biển Đà Nẵng cũng có nắng từ sớm và kéo dài cho đến chiều muộn. Tuy nhiên, cường độ nắng không mạnh nên nhiệt độ cao nhất ngày đạt mức là 32 đến 33 độ. Đến tối, giảm còn 26 đến 27 độ, thời tiết mát mẻ hơn nhờ những cơn gió biển thổi nhẹ. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do sự hoạt động suy yếu của gió Tây Nam nên hôm nay và ngày mai, mưa cũng sẽ giảm dần. Nền nhiệt vì vậy sẽ tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ trên cả hai khu vực. Ban ngày, nắng sẽ xuất hiện sớm với cường độ vừa phải. Tại thành phố Hồ Chí Minh lúc này trời nắng ráo, trưa chiều nay mức nhiệt cao nhất trong khoảng 33 độ. Tuy nhiên từ chiều tối khả năng vẫn có mưa dông xuất hiện rải rác. Dù lượng mưa và diện mưa không nhiều nhưng cục bộ vẫn có điểm mưa dông kèm theo tố lốc và gió giật nên người dân cần chú ý để đảm bảo an toàn. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.